là cái thùng đựng nước đá cũng khá lớn ha, mấy chục lít ha. Người nhà mình nói là cái nắp nó bị bể á, nhưng mà không có phải là không xài được, nó nắp nó bể như vậy nè, nó bể nhưng mà nó vẫn cúp lít à, nó bể phần trên. Xong rồi cái người nhà mình mới là dục bỏ á. Mình nghĩ là mình nên làm cái này thành cái warm farm, là cái chỗ mà mình cho trùng nó ở đó làm phân á. Mà cái thùng này mình không có đục lỗ, là tại vì mình để dưới trên cái sàn gạch đó, mình đục lỗ mình sợ nó chảy nước ra ngoài đó. Cho nên nếu mà mình muốn cho nó đừng có bị ẩm ướt nhiều á, thì mình phải thường xuyên bỏ giấy này nè, giấy mà giấy đi mua trứng ngoài siêu thị về đó, bỏ vô lá khô nè, quét ở ngoài vườn mình á, quá trời luôn, ngày nào cũng lá rụng á. Xong mình bỏ vô thì mình sẽ coi ha, coi mấy con trùng nó sinh sôi nảy nở trong này ha. Hồi nãy mới dở ra tôi quá trời quá đất luôn á. Xong cái đó nè, nó thấy động á, cái nó chạy đi trơn á, trời nè nè. Rồi nè, cái này giống như trùng con thôi ha, còn nhỏ xíu á. Nó nhiều khi á con trùng nó mập rồi luôn, nhưng mà hả, mình ngộ lắm, mình thấy để ý á, nó khoái cái hộp xoài lắm nè. Mỗi lần mà có xoài á bỏ chung vô á, dạo này á thì ngoài chợ thì đang bán xoài sống Thái Lan á, hoặc là xoài sống ngọt á, ở đây cũng bây giờ cũng có trồng được ở Queensland rồi, là nó thích lắm kìa, làm như là nó có cái gì giống như là hãy thuộc về cái cây á, giống như những cái cây, những cái khúc timber, những cái wood gì nè, giống như wood vậy nè ha, mà mình bỏ vô coi nó cũng thích nữa, nó bu lại lắm à. Thấy không, mình ngồi kế bên vậy đó, nhưng không có mùi gì đâu ha, chỉ là có mùi của lá khô thôi đó. Đó, tại vì nó cũng có cái dầm, mình bỏ mấy cái vỏ mình gọt ở trong nhà bếp đó, cho nên vì vậy mà nó ra nước xong cái mình bỏ mấy cái thùng này vô, rồi con trùng nó ăn ở trong này nữa. Chứ bây giờ mình phải bỏ thêm giấy cắt tông vô ha. Cái này quá trời quá đất luôn. Ok nè, wow, cái này hộp đủ hàng gì mà ở nhà ha. Khi mà mình lấy cái đất thành phân rồi gì, cái mình đem lấy đất này mình trồng cây á, thì trong cái chậu của mình nó sẽ rất là nhiều cây trái luôn, giống như là nhiều cái cây đủ luôn, là vậy nè. Đó, mình gói trong cái tờ giấy á, mình gói chung vô, mình dục vô đây nè. Và có vỏ của trái đu đủ, vỏ trái đu đủ thì rất là mơ mục tại nó mềm ẹo à. Đây nè, vỏ của trái đu đủ nè, nhìn nó thì ghê phải không, nhưng mà nó không có hôi đâu, nó không dơ đâu. Dơ là những cái đồ nấu kìa, giống như hay là đồ gà, đồ luộc, đồ nấu thì vô thúi lắm, dơ lắm, nhưng mà cái này là đồ không có nấu á. Đó, trùng vào trùng khoái quá trời nè. Những cái gói giấy ni lông nè, mình giấy nhật trình nè, mình gói nó nè, gói toàn là vỏ cây thôi, vỏ của trái đủ. Mà những cái sticker này nó lại không có tan ra nha, thành ra mình lụm ra nó giống như ni lông á, quá trời luôn nè. Biết chừng nào mới mục dưới đất ha, những cái ni lông này. Cái này mình lấy ra chút xíu nữa, lấy ra đó, rồi bỏ thêm lá khô luôn. Wow, đầy đủ chất cho con gôm nó ăn luôn, rồi nó sẽ có đất phân tốt, rất là tốt cho mình. Rồi không chừng là nhà mình sẽ có nhiều cây nữa mọc lên, mọc lên đó. Nè, cỏ nhổ dục vô. Cái này ẩm ẩm, ẩm trùng không. Nó ỉa ghê quá ha, nó ỉa ra
đậy ra đó. Ừ, nhớ. Mình muốn trộn lên từ ở dưới đất trộn lên trên để cái này khô nó nằm ở dưới, nhưng mà mình thấy trùng nhiều quá mình trộn không được rồi. Mình trộn không được rồi, mình đụng tới là nó chết queo nữa mất công. Đất phân trồng cây hơi ướt rồi, hơi ướt, bỏ đồ vô cho nó khô lại. Mình sẽ đi vô chổng mình lấy cái mấy cái hộp trứng gà đó, hộp trứng gì nè, xé bỏ vô. Bye.